Ngực. Tại vì hồi nhỏ mình hay bú tí mẹ mình thích phụ nữ. Mình thích hôn vào khắp mặt này, thích hôn vào cổ. Mình thích mùi cho nên mình thích hôn vào cổ. Mình kiểu hôn mình rút. Vị trí mình thích hôn một gái nhất là ngực. Tại vì ấy mình nói rồi, vị trí thích nhất trên cơ thể của gái thích là ngực. Nhâm dạ. Em có cảm nghĩ gì sau khi những đoạn bộc bạch của em được phát lên? Thì cái lúc mà quay vlog á, thì anh biên tập anh có nói với em là thì em cứ nghĩ nào em nói thế. Thì thực ra thì sở thích của em như nào thì em chỉ giải bày ra thế thôi chứ em có bộc lộ gì đâu. Em thích đi nhậu với lại người yêu ạ. Đi nhậu. Chị thấy có một sự mừng rỡ trên gương mặt của tụi em đó. Không chị ạ, em chắc chắn một điều, một người cực kỳ mừng, một người đam mê việc nhậu con chị ạ. Ừ. Quận 1. Nếu mà em đến đấy để mượn rượu tỏ tính cả Nhậm và Gia Huy thì anh nghĩ không nên đâu. Tại vì lần trước anh đi nhậu với hai người đó, họ uống được vài chén ôm anh như con gái à. Sai what? Cái đó là sai. Đây, hơi lộ nha. Phải coi Nhậm hôm nay mặc cái áo này thương không? Coi thử. Em rất là thích cái sự gần gũi và ấm áp khi mà mình ăn cái bữa cơm mà do chính tay mình nấu cho lại người yêu của mình. Về với anh á, thì em không phải nghĩ luôn, anh sẽ nấu cho thằng này. Con có một mong muốn được không? Được, mời con. Có thể nào con... Con đi lên luôn đi. Chết chưa? Mày mà không bấm là mày chết với bà. Chị có mang đồ make up không ạ? Chị về em. Có mang kem chống nắng không ạ? Sao vậy? Bạn cười em bị đen quá. Đúng rồi. Lớn vô. Tuổi, tao lớn tuổi rồi vậy tao không có chịu nổi da gà tao nổi đâu.